Ok, và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thầy Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với một cái series hoàn toàn mới từ game này, mang tên là tiến hóa các loài côn trùng nha anh em. Insect Evolution phần 2 anh em ạ. Lần trước mình chơi cái Insect Evolution phần 1 rồi. Thì đây là phần 2 nha anh em. Đấy, Insect Evolution phần 2 và anh em hoàn toàn có thể tải được ở trên Google Play. Thì cho vào thôi anh em, ok mà. Mình sẽ từ cái con quỷ một mắt này. Úi dồi, lag đấy. Công nhận là lag à. Có thể ăn được mấy con này đi là nó sẽ có thể thoải mái di chuyển hơn anh em ạ. Nó không bị bó hẹp vào trong cái khu vực đâu. Tôi sẽ ăn được rất là nhiều con anh em ạ. Ok, cho lên level 3 rồi. Hiện tại đang level 3. Tôi ăn được hết tất cả những con level 3 nha anh em ơi. Tôi tiến hóa thành một con gì đó này. Con bọ cạp à. Rất là giống bọ cạp. Level 3 thì mình cũng sơi luôn nha. Chỉ có né cái bọn level 5 ra thôi. Còn có những cái cây nấm là giúp chúng ta có thể ăn được thêm nữa. Yes. Chúng ta tiến hóa thành một cái loài sâu gì đó rồi. Level 6 thì đang level 6 anh em ạ. Được là tôi có thể tiến hóa lên max level được không? Đợi xem. Và mình cảm giác nó khá là dễ anh em. Không có những con. Level 7 rồi. Này con ong nhỉ? Nó hình như con ong. Oh my god. Đây là cái level gọi là level cao nhất trong này đấy sao anh em ạ? Hình như đây là level cao nhất thì phải. Bỏ qua nhé. Ok. Rồi anh em ơi. Ui con kia level 7 anh em ạ. Có một vài con level 7 nhá. Nên ném con level 7 ra nhá. Đây nó, cái đồ họa nó khá đẹp. Theo mình thấy cái đồ họa khá đẹp so với bình thường. Level 7 này. Đây rồi. Lên level 7 rồi anh em ơi. Level 7 rồi. Ui trông chất đấy. Nhờ yeah. Thôi. Ui ôi. Tôi vừa đập nhầm con level 8 hay level 9 gì đó anh em ạ. Nhờn, cho nó bị giảm rồi, sức mạnh rồi. Bây giờ có 2 càng cơ anh em ơi, thì khá là tởm anh em ạ. Khá là tởm lợm. Thì những bọn nó có vật bé thì cũng không còn nhiều đây nữa anh em. Không biết còn có vật to thôi. Sắp tiến hóa rồi anh em. Mệt hết mà. Với cái level này tôi không xoắn lắm. Level 8 rồi, tôi level 8 rồi anh em. Thành một cái con bọ cạp 6 chân à. Ôi con gì đây? Quái vật à? Nhìn xem. Nhìn trông chất thật sự luôn anh em ạ. Con này có giống con kiểu con cua anh em ơi. Cua alien đấy. Tôi động vào mấy con gì anh em? Cái nồi ạ. Tôi động vào con level rank 11 ạ. Các bạn là game này nó sẽ không bị giới hạn là cái khung hình anh em phải duy bất kỳ đâu nó sẽ dễ hơn so với game kia khá nhiều. Thấy nó khá là dễ dàng, nó không phải là quá khó lắm. Tấn công ở đây, tấn công ở đầu trên dưới trái phải là được. Ôi bạn ơi. Ôi cái này trên này cái gì đấy, có mấy con gì không, tôi sợ quá tôi phải né. Ok, ăn được. Con level 10 ăn được. Con này có gì đấy? Con này là con gì đấy? Chết rồi. Chết rồi. Hầu hết là toàn con to anh em ạ. Con bé rất là ý hiếm anh em ơi. Cho 90 giây để làm gì? Trước khi chết đi ạ. Bây giờ trong này nó nhiều con to quá. Thế thôi, những con nó vừa phải mình ăn anh em ạ. Vẫn có những con to ha, cẩn thận thôi. Rồi, mình cũng bằng nó luôn rồi anh em ơi. Còn có 69 giây anh em. Revise, chắc phải hồi sinh thôi. Mình sẽ cố gắng chơi đến cái màn cuối cùng anh em nhé. Ok. Thank you.
Rồi anh em ơi, chúng ta lại hồi sinh rồi. Gọi là vô địch thiên hạ rồi anh em ơi. Có con nào mạnh hơn mình không? Tính toán là không con nào mạnh hơn mình đây anh em. Nói chuyện tắt này đi vậy. Ok. Let's go boy. Con này là con to nhưng mà con đấy còn con cấp to hơn mình cơ. Muốn đánh vào ai đấy là tưởng như vậy. Ok, con là level mạnh nhất rồi anh em ạ. Tôi không phải tiến hóa nữa rồi, nhìn xem con này con mạnh nhất trong cái game này rồi anh em ơi. Không phải tiến hóa thêm rồi anh em. Đã phá đảo cái tựa game này rồi. Yes. Yes sir boy. Đã chiến thắng. Well, chém cho cái chết nghéo rồi đánh đấm gì. Force up. Power. Ice armor. Damn. Cái này không có tắt quảng cáo. Cái này không có tắt quảng cáo luôn nhỉ. Đây rồi. Nhưng mà chúng ta đang ở cái dạng mạnh nhất rồi. Tôi nghĩ tôi không cần ở cái dạng kia nữa rồi. Chắc chắn như vậy. Vô địch thiên hạ, rank của chúng ta đang ở tầm 60% gì đấy. Ơ, mình vẫn chết à? Sao mình chết nhỉ? Tôi không hiểu sao tôi lại chết vì con này luôn anh em ạ. Thật sự là khó hiểu à. Ok. Chứ mình không tắt được cái quảng cáo đâu đi, tôi chẳng hiểu sao tắt kiểu gì bây giờ. Bó tay .com luôn là không biết tắt kiểu gì bây giờ đấy. Thật sự. Ok, chúng ta sẽ tắt nó đi anh em ơi. Tôi ở level 12 mà nhỉ. Thì đây là dạng mạnh nhất rồi gì nữa. Làm gì có cái dạng nào gọi là mạnh hơn dạng này được. Rồi. Ok, chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em trong cái tập kế tiếp nhá. Bye bye.